Cảm ơn CLMSupply.com đã đồng hành cùng với chương trình. Hai, cả nhà khỏe không? Cả nhà có đón được em không? Em là ai biết không? Dạ em. Em là Hoài Tâm, chào đón quý vị đến với chương trình Chuyện Đàn Ông Vlog. Bây giờ em đang xuất hiện ở một cái chỗ rất là đặc biệt. Đây là phim trường của web drama Thuê Nhà May Mắn. Dạ, và tại phim trường này nó tên là của nữ ca sĩ Kiều Mai Anh. Dạ, cảm ơn nữ ca sĩ Kiều Mai Anh rất là nhiều đã cho tụi em mượn cái nhà làm phim trường quay cả tuần lễ nay. Và thực sự là đúng ra là chúng ta không có cái vlog ngày hôm nay, nhưng mà vì trong cái phim web drama Thuê Nhà May Mắn đó, em có một vị khách mời rất là đặc biệt, một người anh thật là tuyệt vời. Dạ, coi như là bất chấp đường xá xa xôi, dạ, coi như bay từ tiểu bang Virginia. Phải Virginia không ta? Ê, phải Virginia đúng, không? Đúng rồi, tôi nhắc đúng. Dạ, bay từ Virginia tới California để thực hiện cái web drama này chung với tất cả các anh em, các nghệ sĩ, và đặc biệt là để giúp cho Hoài Tâm Production. Cảm ơn anh rất là nhiều. Người khách mời đặc biệt đó không ai khác hơn đó là danh hài Nhật Cường. Dạ, đây. Ngạc nhiên chưa? Rất ngạc nhiên đúng không quý vị? Sống kiếm hồn bích. Xong, không, xong hùng kỳ hẹp. Ý vậy. Nhưng mà đó thử có ai là anh là em. Dạ, quý vị đoán được không? Dạ, đương nhiên, dạ, cái người này em đã giới thiệu rồi. Kêu anh là ổng phải là lớn hơn em rồi. Anh hình như càng lớn tuổi, hình như da mặt anh càng mịn hơn ha. Không có giống như cái nickname ngày xưa người ta gọi anh là Cường Moon. Moon à. Cường Mụn. À, Cường Mụn anh, chứ còn Moon là Nguyệt, hiểu không? Nguyệt là coi như là phải đẹp như anh nha. Dạ, dạ. Michael Moon. Michael Moon à. Tên Mỹ mình giờ là Michael Moon luôn hả? Michael Moon. Michael luôn. Ở Mỹ có bố Michael. Michael Jackson là đó, quá giàu nổi tiếng là mất rồi. À, đến là Michael Theo. Michael Theo, ok. Michael Theo là nó bị thẹo. Okay. Còn Michael lên là nó bị lé. Ở đây có Michael Moon là bị mụn. Trời thương quá, em nói chuyện với anh em bị kiểu như là sang chứng tâm lý luôn. Em tưởng đâu là anh nói Michael Jackson rồi chị Michael Jordan rồi. Em tưởng nó bốn thằng nữa đến anh chứ, trời ơi. Michael Theo, Michael lé. Anyway, anh, em ngưỡng mộ anh quá. Mà cái lúc cái thời mà anh hỏi thiệt anh nha, lúc mà anh mới lớn lên nha, giống như mấy anh mà cùng thời, giống như anh Lý Hùng nè, rồi anh Lê Tuấn Anh nè, rồi anh Lê Công Tuấn Anh nè, toàn là cái dàn diễn viên mà gọi là đẹp trai mà cùng lứa với anh luôn, đúng không? Ý em nó so sánh anh đẹp trai với mấy người đó hả? Dạ không, thì quan tâm chứ. Không thì mỗi mơ người lắm mà không dám mơ. Thật sự em... đẹp trai mấy người đó phải uống một bụm thuốc ngủ mới mơ được. Không anh nghĩ như sao vậy? Anh đi qua Mỹ này diện gì? Anh đi qua theo diện nhan sắc mà. Sắc đẹp. Đó, vì nhan gì sắc đẹp đúng không? Thì tại sao anh nghĩ là không đẹp? Người ta qua diện HO nè, rồi có người đi vượt biên, có người thì qua diện con lai, có người gia đình bảo lãnh riêng. Và ông anh này của em là qua Mỹ theo diện sắc đẹp, là phải có sắc đẹp mới được qua Mỹ, được vợ bảo lãnh qua mà, phải không anh? Là phải người, đâu phải người thường anh, phải đẹp lắm phải không? Anh là cái thuộc là độc lạ lắm, hiểu không? Giống như là ở bên Mỹ người ta không có, hiểu quý không? Phải quý hiếm, người ta phải stem sắc từ Việt Nam qua. Quý hiếm. Anh nên thẩm diện về nhan sắc của anh. Thứ gắn của thú giờ đó mệt lắm. Không. Dạ, nếu mà có thú nữa là người ta tặng luôn mình cái lòng. Thú cưng. Người ta sẽ tặng mình cái lòng, ta thả mình vô đó. 18 tuổi vô trường sân khấu, rồi mấy tuổi anh nổi tiếng? Nổi tiếng mà cũng như là gọi trở thành hạng A luôn á. Chắc cũng lâu à, nhiều lắm. Mẹ 984 anh vô 94. Không, 8, em ở bên Mỹ, em qua 9 em 84 qua Mỹ. Là 88. 84 anh 84 là ra trường đúng không? Nhưng mà em nhớ nha. 90 là thành lập nhà sân khấu 2. Sân khấu 2. À. Em nghĩ là từ 93 94 vậy là em đã biết anh với anh Hoàng Sơn rồi. Hai anh là một cặp mà diễn cái tiểu phẩm mà đạp xích lô á. Trời ơi, cười mà cười. Bây giờ không biết cái đó có trên YouTube không anh? Có trên YouTube. Có trên YouTube cái đó với gì sao tôi đi với chị Tầm Phào rồi trong YouTube cái gặp vô cuối tuần á. À. Cái rồi xong sau đó thì á gala cười. Gala cười. Xong rồi 2005 là em được thấy anh qua Mỹ lưu diễn. Em nhớ có một lần anh diễn ở đâu đó thì anh với anh Hoàng Sơn diễn một cái tiểu phẩm mà đạp xích lô ở sông, một cái sông bài với Nam Cali nè. Trời ơi, khán giả điên cuồng với cái tiểu phẩm đó. Tại vì lúc đó là anh đạp xích lô thì Sơn đóng
như Hai Giang. Hai Giang, đúng rồi. Tại mình thiếu người. Lúc đó gặp Tâm sớm rồi Tâm vô đóng giùm luôn khỏi đỡ mệt. Lúc đó em còn là coi như là còn đang cấp sách tới trường. Em đủ tiền dành mua vé vô coi anh hai anh là đã thấy một điều hạnh phúc. Mà bây giờ được ngồi kế bên đây tâm sự với anh, em nghĩ đó là một cái điều may mắn của em. Rồi được mời anh và anh nhận lời ngay. Không mà mấy anh thật sự luôn nha, ngôi sao mấy anh mà giống như em Út mời hú cái có liền. Thấy thương quá à, thích quá à. Không lẽ giờ đè anh ra hung anh. Cuộc đời này mà không? Mình cho đi tức là mình lấy lại. Yeah. Chứ đâu có mất gì đâu Tâm, đúng không? Dạ. Yeah. Đúng không? Yeah, đúng. Đâu có gì sợ chứ, đâu phải là mình làm cứ người ta nhìn vô cứ nghĩ mình là khó khăn, có nghĩ là thế này hay là trên trời là dữ dằn lắm, nhưng thực chất không có. Tình cảm có vậy không anh? Tình cảm cái người ta tới, cái người ta tới, cái mình cho người ta tới, cái cho, cái mình sợ bươn có vậy không? Tình cảm có vậy không? Nhiều quá đâu được. Nhiều. À tình cảm thì mình phải khắc khe lại. Khắc khe. À. Nghề à. Nghiệp thì cho, nghề ai nghiệp. Cần học hỏi thì cho. À. Tức là mình cho người ta tức là lấy lại đó. Có những cái mà người ta hỏi mình không nhớ, nhưng mà nhờ nó hỏi nhưng mình nhớ là đã tức là lấy lại để mình thuộc lại. Em ít có biết nhiều về anh Cường, em chỉ ngoài trừ anh là một nghệ sĩ hài nổi tiếng đồ này nọ, nhưng mà anh có bao nhiêu cháu à? Anh có một đứa, một trai. Con trai à. Nhật Thịnh có theo nghề không anh? Không theo nghề. Ngày xưa thì Thịnh cứ lúc 3 tuổi đi theo anh chạy show Sài Gòn. Mà mới 3 tuổi thôi. Mới 3 tuổi mà lên lắm chạy show thì có một lần có một cũng kỷ niệm, tức là một đêm chạy 90 show, nhưng mà có những cái lúc mà mình chạy gần đến nơi thì bầu show của Chăm Ba đó gọi, ủa anh Nhật Cường tới đâu rồi, thì mình thường thường có ai mà nói thiệt đâu, ví dụ mình đang ở trống đồng chạy qua thì mình nói là chạy gần tới rồi chứ đâu biết là bắt đầu bởi đề ba đi à, thì cái chưa diễn rồi đó anh. Tới ngay dạ. Trên cánh mạng 8 chạy tới Nguyễn Đình Chiểu thì đèn đỏ. Mà dừng thì lâu bên kia ra chờ, cho nên buộc phải chạy luôn. Thì thằng con mình 3 tuổi Thịnh nó mới ước lên nó nhìn. Sao bà nói vậy? Không bao giờ mà nghĩ nó nói được câu đó. Tâm nghĩ nó sẽ nói câu gì? Sao bà nói láo vậy? Không. Thấy mình vượt đèn đỏ nói câu gì? Ủa ba ơi sao bà vượt đèn đỏ vậy hả? Không à. Chứ sao? Nó nói, ủa ba quen công an hả? Mới 3 tuổi thôi. 3 tuổi mà nói vậy đó. Rồi sau này bắt đầu mỗi lần đi với mình mà chạy show cho Đoàn Phương Tường đi tỉnh mà bị mấy chú bullet mà bắt dạ. Thổi lại. Bắt thổi lại thì điều đầu tiên nó sẽ nói. Nói gì? Rồi, ba sẽ mất 4-5 cái đĩa. Phải là cái gì á. Trời, anh nói đến đĩa thì về làm nhớ đến cái thời Hoàng Son nó đã qua rồi. Bây giờ chúng ta không có còn bán đĩa này nọ, không bán CD nữa. Hồi đó cứ nhớ cả. Đẩy xe 10.000 đĩa, 10.000 đĩa. Có mặt đầy đủ danh hài 10.000 đĩa, đầy đủ ca sĩ 10.000 đĩa. Nhưng mà ở Việt Nam thôi chứ còn ở đây là anh biết đồng là mỗi lần mình đi nó đóng. Vậy một đồng là anh mua vô thôi chứ anh bán ra tới 25 đô. Tức là mình bán là cái chữ ký chụp hình à. Còn mấy ngoài tiệm cứ đồng không có đâu anh. Dạ dĩa gốc cũng tùy theo thôi chứ còn mình thì đúng là dĩa sao chép nó mới đồng thôi. Đó, khổ chứ còn dĩa mà cỡ như giống như vậy bỏ ra đầu tư giống như mấy cái vỉa mà quý vị coi ngày xưa của Việt Hương Hoài Tâm đó là em đầu tư một đĩa là gần 60.000 đô đó. Từ thả bác lại tới 2007, 2008, 2009, 2010. Năm nào em với Việt Hương cũng phát hành một cái DVD. Mà thường là làm một cái đó là đạo diễn là anh Trung Lụng. Anh quốc em 60.000 hình vậy là anh có đốt. Anh có chém em không anh? Chứ một đĩa lúc đó 60.000 lần. Cỡ đó là không. Nhưng mà ngày xưa là đóng lắm. Em thì dạ, em nói nhưng mà làm thì thật sự là em được khán giả thương nên bù đắp lại hết. Nhưng mà bây giờ thời buổi này là tất cả nằm ở trên YouTube, cho nên là cái sự mà chia sẻ, cái sự like và subscribe thôi. Dạ đôi lúc thích quý vị có khoảng chừng 3 đến 5 giây thôi, nhưng mà sẽ giúp đỡ cho nghệ sĩ tụi em còn tồn tại rất là nhiều. Cho nên quý vị nhớ nha, coi cái vlog chuyện đàn ông này của em với anh Nhật Cường xong quý vị nhớ subscribe dùm cho em thêm một cái trên cái kênh của em cũng như kênh của anh Nhật Cường. Anh cũng có kênh mà phải không? Đúng rồi. Kênh của anh giờ mấy trăm ngàn subscriber rồi anh? Kênh mà để coi hài thì 400 mấy ngàn 500. Anh có mấy kênh lận? Hai kênh là một cái kênh mình đi như đi vlog giống vậy. Đi chơi giống vậy là ấy, còn một cái kênh là chỉ để hài thôi. Cái kênh là hài không thì nó là 400-500 ngàn. Còn cái kênh kia thì có 100 lẻ mấy. À thôi quý vị nếu mà như vậy thì quý vị đừng có subscribe kênh ảnh nữa, bây giờ tập trung cho em trước đi.
đó em mới có mấy mười mấy ngàn subscriber thôi, em mới vừa bắt đầu thôi. Cho nên đó là lý do tại sao em kiếm anh Nhật Cường vô, dạ, để coi như là câu view, câu like theo như lời giang hồ nó đồn là phải như vậy. Thôi bây giờ chúng ta nói lại chuyện đàn ông đi anh, em vẫn không khai thác được chuyện đàn ông của anh. Hồi đó giờ thường á, anh nếu mà một người như anh, tại vì anh nổi tiếng rồi, anh có nhan sắc, thì thường là trong tình cảm á, anh là người đốn người ta hay người ta đốn anh? Anh thích cái loại anh thích nào? Anh là người chủ động hay là bị tức động? Là em có hỏi về vấn đề tình cảm thôi, tình yêu thôi. Yêu hả? Dạ. Yêu ai chưa hả? Hay là người ta yêu trời anh? Tuổi này mà anh nói anh không bị hỏi anh yêu ai không là sao? Ngộ nha, nhiều khi mình nói người ta không tin. Hả? Từ xưa đến giờ anh chưa bao giờ biết yêu ai. Thiệt á, nó nghiêm túc mà, nó nghiêm túc cái gì, xưa giờ chưa yêu ai. Là anh sao? Là chỉ có người ta yêu anh thôi. Người ta yêu anh mình cũng không biết, ta thương mình không biết. Rồi thằng Nhật Thịnh ở đâu ra hả? Đó là vấn đề mới hay. Cái này đó là người tính không bằng, khai thác thêm không thông nên khai thác xoáy vô chứ trời ơi. Ủa làm sao anh nghĩ đó là người tính không bằng trời tính. Chứ cuộc đời này luôn luôn đối với anh, bởi vì anh đóng cái kịch đạo gì nó luôn luôn ngó một cái mà người ta đoán là cái kết không được. Thôi, cái bất ngờ, cái bất ngờ nó luôn luôn là cái sự thú vị, giống như trong cái drama mình cũng vậy, luôn luôn là cái bất ngờ là thú vị, cho nên bao giờ người ta cũng thích ta xem. Trên cuộc đời mình nó cũng vậy, rất là thú vị. Không em, nhưng mà không lẽ không, anh không thích một người nào hết? Anh không có cái gu người con gái, người con trai gì anh thích? Ồ. Thường thường là thích trai gái thì đương nhiên thích gái. Ủa vậy hả? Ta phải xác định rõ hết chứ. Giới tính có rồi đó. Giới tính, giới tính thì rõ ràng. Ok rồi, chắc chắn. Nhưng mà anh không có thích người con gái nào, cái gu nó làm sao mà không lẽ anh nó thích thì nó gọi là thích. Thích thì thích nhiều lắm. Anh chỉ cần nói nào nó anh Cường thích ai thì nó đẹp thì anh cũng thích. Okay. Nhưng anh thích là cái dễ thương, cái thích dễ thương là tức là cái đó nó sẽ tồn tại mãi. Tức là duyên. Dạ là kiểu như giống như dàn nghệ sĩ hai mình là có cái duyên. Còn cái nhan sắc thì hên xui, nó sẽ tàn theo năm tháng. Dạ đó, nay đẹp thì mai sẽ tàn. Dạ đó, giống như hoa cũng như vậy đó. Hoa thấy nó rất đẹp thì những cái hoa đó rất dễ tàn. Hoa đẹp á, thường thường anh thấy là hoa không bao giờ thơm, mà hoa không đẹp là hoa thơm, mà hoa hồng đặc biệt hơn là cái là vừa thơm vừa đẹp, thấy không? Rồi vậy anh thích hoa nào? Anh nói chung là anh thích cái hoa mà nó gần giống hoa hồng, đừng có đẹp quá, vừa đẹp vừa thơm, tức là hoa dễ thương á. Hoa dễ thương cái kiểu gu mà nhẹ nhẹ đẹp quá càng thì... nhìn nó càng hút đó, chứ sợ nhất là mà đẹp quá nhưng mà mở miệng ra là vô duyên là chết. Trên đời nó có cái đó thì giờ anh có duyên quá, anh lấy cái người đẹp thôi rồi về cái mình san sẻ lại, cái mình cỡ thì nó cũng được vậy. Ngày xưa thì ví dụ như trong đầu mình nghĩ là mình sẽ khi học trường thì mình sẽ ra trường mình thấy người ta ký tên chụp hình mình ao ước. Hồi xưa là anh mê, gọi là mê ca sĩ thần tượng ca sĩ Ngọc Anh. Chắc đồng anh giá nó cao năm chưa đã giết chết mẹ tôi trong một trận kè. Ngọc Anh 3A hả? Bị chết á, bị bắt Ok, Ngọc Anh đó. Dạ, thì anh có một cái kỷ niệm là gọi là hai người là kết nghĩa tình chị em. Thế là chị Ngọc Anh đi qua Liso gọi là Nga đó. Diễn bệnh đó, trên đoàn nhạc tháng 8 của nhạc sĩ Thanh Trúc. Dạ. Đó thì lúc đó mua cái hộp xoan, lúc đó là nó hộp phấn, hộp một quá trang đó. Màu của Liso đó, nó có 3 ngăn nhặt nền, còn mấy cái ngăn kia là trắng, đỏ, vàng, xanh, tím để cái kẻ đó. Thì tặng cái hộp đó cho anh. Và cái người thứ hai nữa mà mình gọi là idol của mình đó là lúc đó là diễn viên điện ảnh nữ Bích Liên. Trong cái phim Nắng Đỏ nè, phim Vụ Án Viên Đặng Lạc mà em coi bắn một viên đạn mà nó chẻ làm đôi, nó bể hai quả bóng á. Dạ đó. Em không biết em sau này, lúc đó em còn nhỏ quá chắc em sau này thì có đến Diễm My thì có những người đó là mình thân thiết nhất rồi nói. Còn ví dụ như có thể sau này nữa thì những người mà bạn hàng ngày mà hay nói chuyện là như Hồng Đào nè. Hồi xưa là Hồng Đào với Hữu Nghĩa, Hữu Châu, Minh Nhí là học chung. Minh Nhí là sau với anh Minh Nhí trước hay sao? Quang Minh Nhí khóa 7, Hồng Đào là khóa 6, anh là khóa 8. Mà thì là khóa 8 anh với Hồ Sơn là hay qua bên chỗ gì lớp. Anh là đệ tử, không phải đệ tử mà là với sư đệ của chị Hồng Đào rồi. Hồi đó anh khóa 8 là khóa sau. Nhiều khi ước gì vậy?
bà Đào bà coi được cái này thì bà sẽ bà cười nè. Hồi xưa là em về em cắt cái khúc này rồi em đưa qua em để cho chị Đào. Ở dưới quê ở dưới Nha Trang mà vô học mà lúc đó là chưa học tiếng nói sân khấu. Đi gặp bà Đào là đâu phải nói chứ. Bà Đào nói chuyện bà Đèo. Anh người Nha Trang. Nha Trang là bà Đèo. Đó. Bà Đèo là sao bà sợ me. Bà không sợ ma lắm bà Đào. Ủa vậy hả? Mỗi lần đi diễn tỉnh là bà Cường mày ngủ với tao. Đó. Ủa gì kỳ vậy? Mọi người hờ dưỡng. Bà sợ ma nhưng mà tối ngày cứ bắt mình phải kể chuyện ma. Cái đêm hôm đó cái... Sợ ma mà là bắt kể chuyện ma. Ừ. Cái đêm hôm đó cái trong cái Lê Tuấn Anh với Phước Sang rồi Cường đi ra biển Thuận An chơi ở Huế. Dạ. Rồi xong ba thằng cứ đi chơi đó dạo biển rồi cứ quên đi ăn nhậu rồi mình đâu quay về nhà. Khi mà về trở về khách sạn thấy bà Đào bà ngồi mình ở phía trước 2 giờ khuya bà không dám vô phòng. Đó. Bà chửi mình quá trời quá đất luôn. Bà hơi lúc đó là bà vừa nói chuyện với bà Hồng Vân bà ở bên phòng khác. Bỏ qua mình đó nói chuyện với bà. Bà nói trời đất cuộc đời sao mày khổ vậy mày sao mày sợ ma mày phải kiếm thằng Cường mày ngủ với Cường là cuối cùng bây giờ Cường nó bỏ đi chơi nó bỏ mày bơ vơ gì 2 giờ sáng mày ngủ không được. Rồi xong rồi nó về để chửi mình về thấy bà ngồi bà không dám ngủ bà chờ bà đợi mình thấy tội nghiệp lắm kìa. Đó về sau này cũng vậy về sau này mà có một lần ngủ với bà Dân ở trên Đà Lạt quay cái phim Về Trong Sương Mù mà hay nha hay bằng hên. Có nghĩa là sao biết không, ở khách sạn Hải Sơn thì lúc đó đang quay mà thì với ông Quang Đại Lê Tuấn Anh với anh Hồ Minh thì cái bà Dân gọi Cường chạy qua khách sạn Hải Sơn gấp rồi lo cho Dân dùm có dọn đồ lên phòng. Đó thì mình xách vali bà nó lên trên phòng mà nói bà cái gì mà người ta đang quay mà cứ dựng ngựa chạy về đây giúp bà đem vali lên đây tiếp tân ta làm cũng được mà không mình thích bạn làm giùm đem vô phòng giùm nó bà sợ ma nói cho rồi bà cứ kêu tôi qua đây ở ma cỏ gì ban ngày mà ma cỏ gì nên nè kéo cửa sổ gì vừa kéo cái rèm mà ma đâu có cái thằng đứng đó vừa lúc đó là cái cửa sổ anh đẩy đâu cái là nó bung cái cửa sổ thằng nó nhảy xuống phóng cái xe Simpson chạy luôn. Có nghĩa là trong đầu mình nghi nếu mình không qua thì bà chắc chắn bạn Dân bỏ và hai cái vali vô đi tắm là bà đã mất hai vali. Mình không biết cái thằng đó nó mở cửa sổ hay là nó thông đồng ra mình không biết nha. Dạ dạ. Nghĩ xấu nhưng mà tôi thấy khủng khiếp không? Cho nên phải có lý do bà chắc đã từng hai bạn này đã từng bị gì cho nên thật sự không dám ngủ mình. Mà anh có nghĩ là tại sao mà bao nhiêu chàng trai mà lại cuối cùng đi chung đoàn mà cuối cùng là chỉ kiếm có một mình anh ngủ chung không? Có thể là nhiều khi lúc đó hai chị nghĩ anh vô hại. Không có nghĩ. Hoặc là hai chị nghĩ là không sao, ma nó thấy anh Cường nó sẽ sợ lắm. Chắc gì thấy ma thường thường sợ người đẹp trai. Hèn chi già, hèn chi mà mấy chị mới kêu anh vào. Xưa là cái quan điểm anh là khi mà quen một ai là anh luôn luôn ngửa bài, ngã bài chứ, nói thẳng, không mít lòng trước được lòng sau. Kể cả bà xã anh sau này cũng vậy. Chưa đám cưới mà có bà xã. Quyết định như ha, chúng ta đến với nhau là điều đầu tiên là làm sao có đứa con. Anh dùng từ gọi là ăn cơm chiếc kèn. Chứ bây giờ mình cũng nhìn thấy nhiều người đã từng bước qua rồi đám cưới xong rồi chia tay rồi không có con người vợ đổi thường người chồng đổi thường người vợ lúc đó cũng không còn hạnh phúc nữa. Đó là cái sự suy nghĩ của anh vậy hay là nhiều khi anh nghĩ anh là người công chúng anh không muốn đám cưới tại vì nếu đám cưới mọi người biết anh có vợ có con rồi thì người ta sẽ không có yêu thương anh sẽ mất một số fan nữ không, cho nên không phải anh vậy. Không quan tâm cái đó. Tại vì anh quan tâm là cái gì mình đám cưới mình cho mọi người biết thì điều đó là tốt chứ. Đó là cái cột mốc để trong đời của mình đó. Thấy không? Đó, mà không? Người nữ thì người ta cũng hãnh diện chứ. Mà người nữ là bên là thiệt thòi nhiều nhất. Bên gia đình thì họ nghĩ sao? Bà con dòng họ nghĩ sao? Rồi ba má mình còn nữa, rồi vợ con dòng họ mình nữa, rồi bạn bè mình nữa. Không? Ai là muốn đám cưới nhưng mà mình tính không bằng trời tính. Nhưng có cái là mình sẽ rút được cái gì kinh nghiệm của người ta mình đi thì mình cứ học.
Đó, hiểu không? Dạ. Rồi sau đó, sau khi bắt đầu có Nhật Thịnh ra đời, đó, rồi sau này bắt đầu mình nói là bây giờ muốn kỷ niệm ngày sinh Nhật Thịnh 10 tuổi thì mình có thể làm đám cưới cũng được vậy. Mà lúc đó là bạn cùng phòng của anh lại không muốn làm đám cưới. Bắt đầu mới điều tra hỏi rõ ra thì bạn ấy không biết có tin thầy bói không. Em không biết, nhưng mà em nghĩ là em biết có nhiều người đó họ tin vô cái tử vi. Nếu mà mình đám cưới là sẽ không được ở với nhau trọn đời trọn kiếp, hay là nó sẽ không có đem nhiều điều may mắn đến cho cái cuộc hôn nhân đó. Đó chính xác. Cho nên đó là lý do, hoặc là người không làm đám cưới. Hoặc em cũng biết có nhiều người, người ta nghĩ là ồ cái số người này phải lấy hai vợ hai chồng, người ta cố tình làm đám cưới hai lần luôn, để hay làm đám cưới ba lần để coi như là phá đi cái tử vi đó nữa. Thì đó thì chính vì vậy mà bạn Phụng, bạn cùng phòng á, mới nó có một vị giới thiệu một người, một bà thầy coi giỏi lắm. Coi yeah. Xong đó hai mày mà đám cưới xong là chia tay. Rồi sau đó có một người giới thiệu được ông thầy, hai mày đám cưới xong chia tay. Có ba người phán thì bạn ấy không dám là đám cưới luôn. Ồ. Vậy anh Cường, số anh cũng sướng quá em ha. Thông cái như giờ vậy coi như là giống như là bây giờ nhờ có chương trình vlog chuyện đàn ông mới biết anh có mới lần đầu tiên với anh, bởi vì anh mới nói là anh thật sự là anh đừng buồn em nha, em không có tìm hiểu, em không biết nhiều về anh Cường luôn, mà chắc là nhiều người sẽ không biết là anh Nhật Cường có một người bạn chung phòng tên Phụng và có một đứa con chung và không đám cưới, nhưng mà cái đó là coi như là cái tử vi để hai người mãi mãi bên nhau. Nãy giờ anh nói bé Thịnh mà Nhật Thịnh lần trước anh cũng dắt qua Cali rồi, giờ nhiêu tuổi rồi hai cha con cũng đã tâm sự cái chuyện này luôn á. Y như vlog luôn á. Tức là nhận hai cha con nói chuyện đến 4-5 giờ sáng luôn. Nhật Thịnh là đóng vai em á, gặp cái gì cũng hỏi anh hết và anh trả lời. Nhưng mà không có nói cha ba cha con, mà hai người như những người bạn đó. Bạn hồi đó mối tình đầu của bạn là ai, rồi bạn quen bao nhiêu người, cái gu của bạn là đẹp hay dễ thương. Đó thì anh trả lời anh thích, quên, đẹp hay dễ thương, rồi người phụ nữ là truyền thống hay hiện đại thì anh thích hơn. Người phụ nữ đó, người con gái đó hiện kiểu anh là thích là kết hợp cả hai. Cái gì sao anh cũng nửa nửa vậy? Không, đó gì là dễ thương là cũng có cái nửa nửa đó. Thì đó, cái gì cũng nửa nửa, một là đẹp, hai là xấu, thích dễ thương, đừng xấu lắm mà cũng đừng đẹp lắm. Rồi giờ phụ nữ thì giờ nửa hiện đại, nửa cổ kính. Không có gọi là cổ quá thì cũng không được, mà hiện đại quá cũng không được. Cái gì nó cũng còn cái gọi là cái văn hóa dân tộc. Ví dụ như bây giờ mình sống hiện đại quá, mình bỏ quên cái cội nguồn đấy cũng không được. Đó là vậy đó. Đấy là vậy, hiểu chưa? Đó, quý vị thấy không? Mấy người mà làm bên hài đó, quý vị thấy tôi cứ cười tham lam. Tham lam. Không, em lại thấy là không, em không nghĩ là tham lam, nhưng mà giống như ông Charlie đâu này nọ, anh thấy không? Ông Solo đó cũng vậy, giống như ở ngoài cười ha hả hả chứ về là em theo như em biết, em có điều tra là cuộc sống rất là conservative, phải nề nếp, đâu đó là trên dưới phải rõ ràng. Và em biết là có những bậc mà trưởng thượng là như trước anh một đời hai đời đi cũng có cái nét hao hao giống anh Nhật Cường, có nghĩa là chỉ đem tiếng cười niềm vui đến ở ngoài đời thôi nha, chứ về nhà là hình như là một con người khác đó quý vị. Dạ, không chị... anh về nhà thì anh luôn anh là người chủ động luôn kiếm chuyện ngộ á. Không biết quý vị sao chứ thực chất là anh á, ví dụ anh muốn cãi lộn bộ lâu lâu buồn quá, anh muốn cãi lộn với bạn cùng phòng hay là bạn Thịnh thì mình sẽ cho một đối phương biết trước. Tức là bây giờ anh muốn cãi lộn bạn cùng phòng thì nói bạn Thịnh mình sẽ cãi lộn nè, rồi bạn ấy thái độ sao là bạn nhìn vô và coi nha. Rồi đầu mình muốn cãi lộn là mình được coi thử hai tư tưởng nào là đúng sai, bạn là người giữ quán xét. Tức là ví dụ như mỗi lần lái xe chở bạn cùng phòng đi đường xa thì anh sợ ngủ, mà ngủ là phải kiếm chuyện để cãi lộn để thức, mà bạn kia là tưởng thiệt mình chủ động, có gì hồi lát mình xin lỗi, tất cả đều là chủ động. Chứ còn nhiều khi vấn đề là nhiều khi mình đi đâu nữa anh, nếu mà đi casino đó em cũng có nhiều cặp lắm, người ta cố tình ta gây lộn á, để coi như là ta gọi là đen bạc, đen tinh mà đỏ bạc đỏ á. Dạ, từ lấy đây lên Las Vegas cãi lộn xối xả về mà hai đứa không nhìn mặt nhau luôn, để xuống đánh bài cho hên, cuối cùng thua luôn. Dạ, nó vừa đen tình mà nó vừa đen bạc. Em có thấy rồi, nhiều cặp vậy lắm anh. Dạ, anh cũng thực gọi là lạ rảnh quá rồi, không biết làm gì, kiếm việc chuyện chơi cho vui vậy đó. Anh thì nó quái lắm, ví dụ như không có ghiền cái gì đó. Cái gì cũng biết mà không có bao giờ ghiền. Cũng là nửa nửa nữa ha. Mọi thứ phần nửa, trai gái cái anh lấy nửa, anh lấy gái. Môn là không biết, dưới túi đồ tường rượu, bia cũng biết, uống hút thuốc cũng biết, nhưng mà không bao giờ ghiền.
Rồi ví dụ như đánh bài cũng thích cái gì, game hay kéo máy gì cũng thích, nhưng mà không bao giờ ghiền cái gì hết. Hỏi giờ mà ghiền gái không? Cũng ghiền, nhưng mà không bao giờ... Không ghiền lắm. Không ghiền lắm. À, hay á. Hồi lúc mà 10 tuổi đến mà 11, 12, 13, 14, 15 tuổi á, là thường bị bạn bè hàng xóm quậy phá này nọ hay rủ đi. Tức đi là đâu? Đi. Ví dụ như hái trộm. Hái trộm. Ví dụ trộm vú sữa nè. À, trộm bắp nè. Trộm mía nè. Trộm dừa. Đó. Mà đều có kỷ niệm hết. Có một lần trộm dừa là nó rủ xong anh mới đêm hôm canh nhà ngủ mới chỗ nóc nhà đó mới leo qua cái hàng rào nhảy ra đi theo tụi nó ra phía sau nhà cái chùa phía sau nhà là có cái chùa có cây dừa rồi xong hái mà hái không chịu dặn từng cái đâu thả xuống sợ bị nghe cho nên phải đầu tư kiếm dây thừng cột lên rồi bắt đầu cưa nguyên buồng réo xuống đem về trời đất ơi đem về mà để ở trước nhà. Ở trước nhà bắt đầu chia, ba thằng bắt đầu chia ra bẻ ra bao nhiêu chia thì trong lúc chuẩn bị chia thì nghe tiếng cửa đẩy cái rét ra, phải quay lại thấy hai người kia nó chạy thì má anh xuất hiện. Mời vô nhà, xong khiêng bù dừa ra phía sau, rồi thấy bà già lo tiệm gì mình nghĩ bà tìm cái roi đánh, rồi mới lo mới kiếm sách gì để che cái mông để sợ đánh, cuối cùng má không có đánh. Tâm lý thì mới ghê, con thèm dừa hả con? Dạ. Một trái đổ vô uống đi con. Uống một trái xong thấy khác nữa đã. Mổ tiếp trái, hai trái uống đi con. Đã ăn cái không? Thấy nó non mà não quất luôn. Ba trái, đã con, đã. Bốn trái, quỳ lại luôn. Trời ơi, sau này bắt đầu nhìn tới cái dừa thôi là nhớ đến má mình. Cho nên không cần đánh đập gì hết, không hiệu quả. Nhiều khi đánh đập sau này nó còn đi ăn trộm tiếp. Nhưng mà như vậy mới nhớ. Còn một lần nữa là đi hái trộm vú sữa đối diện bên nhà có cây vú sữa sai lắm mà cũng ba thằng tiếp tục leo lên hái thì cái thằng chủ nhà nó có cái súng bắn chim nó bắn một viên đạn chì bắn vô là lủng thịt nó thấy rột ở trong nó chạy bắt đầu cầm ra bắn mà lúc đó là anh nhảy nha hai khi nó khờ mới nhảy xong xuôi bà nói bây giờ mình chỉ còn có cách lấy chéo sữa chọi xuống cho nó quảng rồi bắt đầu mình la hét cho hàng xóm ra rồi đó mình mới thoát được có không cách để thoát. Đó, bắt đầu như nó giương súng lên, bắt đầu lấy chọi âm chọi xuống nó né rồi la lên hàng xóm rồi bu ra này nọ. Đó, bắt đầu mới phóng xuống nhảy nó mới thoát ra được. Và nhớ đời còn nữa. Hồi xưa còn học mê đánh trống, ngoài là diễn kịch câm nha. Rồi diễn kịch câm rồi. Anh biết đánh trống không? Biết đánh trống. Đó, nhờ học đánh trống. Mà em mới học đánh trống đó nha. Về nha. Tiền đâu có mua bộ trống. Cho nên mới chôm đi mấy cái thùng phi bự á để làm cái bát rồi chôm mấy cái thùng nhỏ để làm cái hai cái tum rồi cái chôm cái thùng mà loại cái kia để làm cái kít le còn kéo cái kia đến cuối cùng hai cái xăm banh lấy mấy cái nồi làm không ra cuối cùng mới mê quá mới chui vô nhà thằng đó mà đêm khuya 2-3 sáng cắt hàng rào chui vô để chôm hai xăm banh đem về nhà xăm banh đó mà cái đó là cái vụ mà cái trống xăm banh thì mới vừa rồi là phỏng vấn thứ nghe nó cường ơi cái này hay nè giữ nha đừng có kể nha bây giờ bữa nào anh chế đi bữa nào anh chế làm lại anh đây mấy cái thùng đó anh làm dài thảo mình ra anh làm một cái dàn trống mới hiện đại quất cho em trời hết để lên câu view là trúng liền luôn đó xong xuôi gắn lại nhưng mà đến khi bắt đầu mình mua được cái bộ trống mới thì mình tháo xèn nó mình trả lại cái thằng chủ đó trời vậy là hồi xưa trò là người đi ăn cắp của thầy hả đi học ổng mới biết chỗ vị trí đâu ở đâu ổng mất mà không biết ai dám cả gan vô lấy cuối cùng bây giờ mà trả là mới biết rồi lấy không có sự đam mê nhưng mà lúc đó mà mình mới hỏi chứ thầy lúc đó mà thầy mà phát hiện ăn cắp thì sao thì làm sao dám quánh được không chỉ có biết lời khuyên thôi đừng liên anh ăn cắp không nhưng mà nhớ câu của ảnh hoài giống như những cái hành động của má mình để mình học những cái bài học đó sau này lỡ mà có chuyện gì mình sẽ dạy con mình bằng cách nào cho nên anh không bao giờ đau to búa lớn hay chửi bới con mình không nó không có nể mà mình luôn luôn có sự tôn trọng cho nên mình dạy nó hồi lúc nó 3 tuổi mình với nó là bạn thì những người bạn với nhau là những người luôn tâm sự với nhau cái cách của dạy con của anh Nhật Cường giống như mà cái education của người Mỹ
Người Mỹ người ta lại coi con mình giống như bạn. Đúng. Và chỉ khi mình coi con mình như bạn thì con nó mới tâm sự, tâm sự mình. Nhất là con gái. Thường là con trai thì phải tâm sự với mẹ, mà con gái thì tâm sự với ba. Đó, còn bắt đầu lên tiếng mà nạt nộ nó không thèm nói chuyện. Đó, nó khổ vậy á. Hay quá. Bà hồi xưa mình cũng không có hề nề nà gì hết, mà mình muốn đi làm ra cái đồng tiền đầu tiên bằng cách nào? Còn cái suy nghĩ không biết bây giờ mười mấy tuổi phải làm sao có tiền để ăn cái mỗi lần cái đi ăn cắp má hoài là không được. Người ta có thể bưng đồ, cái bưng phở, bưng này bưng nọ làm phục vụ, nhưng anh biết làm gì không? Làm gì? Dạy cỏ mã, quét sơn mã, tức là cái mã để năm tháng. Cỏ mọc nhầy quá ở trong nghĩa trang á. Đúng rồi, có nghĩa là đến Tết người ta đi dạy cỏ mã đó, đi dạy mộ, đi dạ, trải mộ đi coi như làm cho nó đi sạch thăm đó, mộ, nó sạch. Rồi ví dụ như cái bia nó bị nó lu mờ, tức là nó vẽ sơn lại đó. Đó anh làm cái đó rồi gọi là đi tảo mộ. Đó anh làm cái đó và kiếm tiền. Và lúc đó mình thấy cái đồng tiền nó cũng mình làm ra nó có giá trị. Lúc đó anh nhớ có mười mấy á. Mười ba. Nhưng mà anh có nhớ vai diễn đầu tiên là anh kiếm được nhiêu tiền không? Anh nhớ vai diễn đầu tiên. Bao nhiêu tiền? Trả mấy ngàn bạc. Anh với Hoàng Sơn. Mấy ngàn đồng. Anh với Hoàng Sơn, Phúc Sang. Để đi diễn lần đầu tiên lúc đó là anh nhớ là học năm 1986 năm hai trường. Nếu mà lúc đó mà đi diễn á nha, mà bị mà nhà trường bắt được á, có nghĩa là đuổi học gửi về địa phương. À là trong thời gian đi học trường nào trường cấm là mình không được không, đi diễn. Không cho diễn. Tại lúc đó là mới đầu mà có lấy người này miếng người kia miếng á, là gọi là ráp lại thành hài. Ở bên cạnh đó là mình lúc đó là cũng đã biết xích lô rồi, nhưng mà cũng chưa dám xích lô là của anh hay ai thì lúc đó họ trong cái lớp của trong anh Sơn đó. Rồi xong rồi nó cũng có tư tưởng đó rồi, nhưng mà thôi ráp cái xong tấu đi rồi lén để mình coi mình thử mình diễn cho khán giả nó cười như thế nào. Thì lúc đó gọi là dùng từ là nhóm hài lót. Lót cho bên quận 10 nè, chỗ Phương Sóc nè, nhốt cho bố Duy Ngọc nè. Đó, thì lúc đó là hở mà ai về không kịp thì mình mới nhảy lên diễn. Còn người ta về tôi diễn hết đầy đủ rồi thì thôi hai con lãnh lương về đi nhé. Không diễn cũng được lãnh lương đó, nhưng mà lãnh lương tượng trưng thôi đúng không? Tượng trưng mà đau đớn lắm. Đau đớn. Mình không cần tiền vậy đâu. Mình tối nào mình đi diễn mình cũng cầu cho có các danh hài có người bị bệnh. Không phải, tức là ở đây ca sĩ gì không thì mình là nhảy lên. Đó, trong đó là có ca sĩ lót, hài lót. Đó, coi như là không đầy đủ chương trình, nếu mà đầy đủ không có bị bể thì có nghĩa là mình lãnh bao thư đi về. Mà mình không cần bao thư, mà nhiều khi mình muốn diễn để được có khán giả cười như thế nào. Điều thứ nhất chúng ta phải là đam mê. Đừng có từ bỏ nó. Thứ hai nữa là phải tự tin. Em vừa có mới nói trong một cái cuộc thi The Next Comedians mà em do chính mà em bằng tổ chức đó. Khi mà cái phần mà em tuyên bố ở phía cuối đó thì em nghĩ là tài năng thì ai cũng có hết, và cái như nhiệt huyết tâm huyết ai cũng có, nhưng mà trong cái cuộc thi thì cái chuyện thắng bại là nó phải có, nhưng quan trọng là ở phía đằng sau cái kết quả sau khi bước ra khỏi cuộc thi chúng ta làm gì. Đừng bao giờ give up cái niềm đam mê của mình. Ví dụ như bây giờ nó một cái đơn giản thôi. Ví dụ như 4 tiết mục hay 5 tiết mục. Nhưng mà mình ở nằm tiết mục thứ 3, nhiều khi ở giữa cũng là may mắn hay không may mắn, cuối may mắn hay không may mắn, hay mở đầu hay không may mắn, cái đó không quan trọng. Đừng lo tập trung cho diễn, đừng coi. Coi là mình sẽ diễn không được là bởi vì sao? Bởi vì cái tiết mục nó đang cười làm cho mình yếu quá, hay là không yếu hay là không cười, tức là cho mình hụt hẫng. Ý giống như ngày xưa mà trong có 10 nhóm hài đem lên diễn, người ta có quan niệm là cái nhóm hài nào mà lên mà làm ào ào cười ào thì nó đẩy mấy nhóm hài đi lên theo. Cái mấy nhóm nào xìu thì nó xìu nguyên một chương trình theo. Đó theo quan niệm mỗi người. Còn ví dụ như mình là nhóm hài thì mình làm cái tập trung vai diễn, đến vai là mình diễn. Còn khi người ta diễn mình cứ lo nhìn chết cha sao không có cười gì, liệu lát mình diễn người ta có cười không, là lúc đó là bị phân tâm. Và lúc đó không còn tự tin nữa. Đó. Hay quá. Gừng càng già càng cay. Dạ. Chia sẻ kinh nghiệm và để lớp đàn em chúng ta theo dõi. Nãy giờ nếu mà sau này mà Tâm có mở có cái tư tưởng mà mở cái lớp mà đào tạo hay cho các em ở đây á thì Tâm hay nó xúi em. Không. Tâm nó xúi em. Nó nói em mở cái lớp nhiều khi hải ngoại đi. Nhiều khi anh thì anh không
Hồi xưa anh với Phước Sang với Hoài Linh với thầy Trần Ngọc Dầu cũng có mở Đại Cầu Việt để dạy. Nhưng mà cái thời gian của ai cũng có công chuyện bận rộn hết thì thành thử ra nó khó làm được. Đến bây giờ nếu mà anh có thể anh làm được cái điều đó thì anh không có mở lớp dạy. Anh không mở lớp dạy nhưng mà anh sẽ truyền lại kinh nghiệm thôi. Tại mình nhiều khi nói ba đau tao bú tướng làm thầy là bà chứ không muốn. Chỉ là truyền lại kinh nghiệm. Nếu em có làm thì anh sẽ giúp đỡ truyền lại kinh nghiệm. Không, em cũng chỉ là một cái người mà giống như có thể là mình có được cái gì mình cho lại thôi. Còn dạy em để anh dạy cho lại. Nhưng không, nó có xuôi anh mở trung tâm mở lớp đi anh. Đó là chuyện bình thường mà được mà đó là mình tạo điều kiện tốt cho mấy em. Ngoài thì chúng ta cũng phải có đến lúc đúng rồi có một cái lớp để mà coi như cho các em nó có cái có tạo cái cơ hội cho các em. Em có nên làm điều đó không quý vị? Dạ, quý vị comment ở dưới đi ha. Nếu quý vị theo dõi cái chương trình vlog chuyện đàn ông của anh Nhật Cường, cái này rất là hay. Cái này có thể là người ta cũng có người làm gì đam mê, có người làm gì ta cũng bây giờ tại vì cái channel nó nhiều quá ai cũng có thể là lên kênh được, có thể là coi thử mình sẽ đóng tới đâu làm tới đâu, nhưng mà cái kinh nghiệm người ta không có. Người ta cần phải đi học, học ít hay học nhiều, người ta cần có sự truyền bá lại kinh nghiệm từ hai anh em mình cho người ta. Đó cũng là một cái hay. Quý vị thấy không, một cái hay nữa mà giống như anh Nhật Cường hồi nãy chia sẻ ở cái đoạn đầu đó là tiếng nói sân khấu. Bây giờ mình muốn làm YouTube, mình làm đúng rồi phải học, mình phải học biết tiếng nói sân khấu đó, từ chị đèo mà phải thành chị đào. Là một cái lợi nữa là nhiều khi ví dụ em làm như web drama nè, rồi anh cũng có thể yêu một cái kịch bản anh làm web drama hay một cái gì đó, thì bên cạnh cái lực lượng hùng hậu của chúng ta còn có các em hỗ trợ giùm, từ cái hỗ trợ giúp đỡ mà các em có kinh nghiệm vốn sống hơn đó. Bằng chứng là trong web drama là quý vị thấy rõ ràng là có rất là nhiều em bước ra từ cái cuộc thi The Next Comedians mà Hoài Tâm muốn cho các em cơ hội thử. Có thể là trong cái phim web drama này quý vị sẽ chưa có hài lòng lắm, về các em chưa có đoạt được xuất sắc lắm đi, nhưng mình phải cho các bạn một cái cơ hội chứ, đúng không anh? Chứ còn bây giờ chứ giờ cứ mình cứ nói sợ các bạn làm không được, không đủ, không tới, thì lúc nào mình các bạn mới có cơ hội để làm. Và đó là lý do động lực Hoài Tâm không có khe. Quan trọng là đạo diễn Cao Bá Thông đó quý vị, là người làm cho cái web drama này. Thì thật sự lúc đầu tụi em chỉ định là làm khoảng chừng 4 ngày là xong, mà theo bây giờ hình như là quay 8 ngày vẫn chưa xong, mà đạo diễn thì vẫn lấy tiền có 4 ngày thôi nha quý vị. Đó là tâm nguyện. Phải phụ đồng trước. Tâm nguyện phải không? Cái đó là giờ tâm nguyện. Đây, hôm nay em phải đánh bài nha. Cái này là câu hỏi trắc nghiệm. Không phải đánh bài sao em xào giỏi quá. Dạ không, em mới học ở giờ của ông. Bây giờ chơi gì? Chơi bài cào, bài cào hay là chơi xì dách cái cấp tên? Dạ không, dạ này là chơi trắc nghiệm. Chơi trắc nghiệm, bên đây có một số câu hỏi. Thì khách mời sẽ được bút ra 5 câu. Và mỗi một câu trả lời là anh sẽ được cộng 20 điểm hay là anh bị trừ 20 điểm, hoặc là anh giữ neutral là anh không có bị cộng và bị trừ. Nếu mà hết cái game rồi mà anh được trên 60% thì anh là good boy. Còn nếu mà anh dưới 60% là anh là bad boy. Bad hay good chỉ trong cái game này thôi nha. Cái này chơi cho vui thôi. Chứ còn nói chung là anh good hay anh bad gì ngoài kia thì mọi người cũng đã biết rồi. Dạ, đừng đánh giá ra gì như quý vị đó. Bây giờ anh bốc đại phải không? Bốc đại, anh bốc trước 1 câu rồi anh đọc rồi anh trả lời. Đó. Có thấy đường không anh? Nếu ngủ một giấc mà thức dậy có một nơi khác thì bạn chọn? Đã. A. Biển khỏa thân. B. Hội bàn đào. C. Las Vegas. C. Las Vegas. Tại sao? Tại vì anh thích tới Las Vegas, tức điều đầu tiên nó sẽ là vui. Điều thứ hai là mình thích ngắm nhìn người ta đi bộ tới luôn. Mình quan sát cuộc sống của từng người ở từng nước. Và cái những người ở đó người ta làm như những cô gái mặc đồ đẹp, người ta muốn khi người ta làm ra muốn dụ một anh đó chụp hình hay làm cái gì đó, cái cách thức của người ta sao đó, anh gọi là quan sát cuộc sống. Cái điều quan trọng nhất anh tới đó là gì? Coi show. Mà đến giờ anh tới đó rất là nhiều nhưng mà chưa có bao giờ coi hết show. Chưa bao giờ coi hết show. Cứ mỗi anh có cái anh có một cái kỷ niệm ngày xưa anh đi cùng Phước Sang, Hoàng Sơn, anh tới đó nha, ba đứa tiền rất là nhiều, muốn mua một cái vé do coi nhưng mua không được. Đó cái show đầu tiên mà coi đó là David Copperfield. Có tiền mà mua vé không được, tức dễ sợ luôn. Bắt đầu mới hiểu ra tiền mình là những người nào đánh bài nhiều, những người đó là nói một tiếng thôi nó có tiền. Sau này anh phải đi tìm những người đánh bài nhiều.
Không, thật sự ra show David Copperfield thì thật sự show trên Vegas á, ngoài những người mà có thẻ thường chơi thường xuyên ra để được cái ticket á, thì thật sự nếu mà mình book vé trước thì vẫn có thể mua được. Tức là Tâm có mua được cái vé nhưng không được mua được ngồi trên cái bàn và không được David Copperfield nhìn ra. Đó, hiểu chưa? Cho nên anh mới được đó. Và sau này anh nói nghệ sĩ Văn Ruy không tin. Sau này anh dắt Văn Ruy với vợ anh đi qua bên đó nhờ anh bạn của mình bút cho ba vé vô đó. Và cái người quản lý ở trong sân bay nói: mày có cần David Copperfield xuống bàn mày và dịnh dai mày không? Lúc là anh muốn. Thì lúc đó người đó xuống là lúc đó retin luôn. Hay quá. Đó, cho nên thành thử tới đây coi rất là nhiều show nhưng mà chưa bao giờ coi sớm. Một người đàn ông đích thực như anh vậy mà không có thích ngủ nằm mơ đến biển khỏa thân hả? Biển khỏa thân nó bình thường dễ bệnh lắm. Với câu trả lời này của Danh Hà Nhật Cường, anh đã xứng đáng đoạt được 20 điểm từ Hồng với em. Lý đi theo rồi. Dạ đúng, mình chọn Las Vegas vừa thực tế, một cái nơi mình có thể nhìn tất cả mọi thứ. Còn dạ, biển khỏa thân thì ấy rồi. Dạ, hỏi bàn đào như là nó không có thiệt đúng không anh? Dạ. Hay. Đó, đây. Đầu tiên anh được cộng 20 điểm rồi đó nha. Anh được 60 điểm là anh sẽ được good boy. Dưới 60 là anh Bad boy. Dạ rồi, chọn tiếp đi anh. Đọc và trả lời. Đúng không? Las Vegas thì mình được cộng 20 điểm. Câu 17, bạn đang xem bóng đá đến nỗi gây cấn. Đến hồi gây cấn phạt đền, đúng không? Mà vợ bạn chuyển kênh, bạn sẽ làm gì? A. Đập TV. B. Đạp vợ. Đập hay đạp? Dạ, thấy anh nghe nghe mà anh đọc như vậy là quý vị hiểu. Đạp nè, chữ đạp vợ nè. Tại không, nó đánh viết tiếng Việt sai đó. C. Đập đá, pha cà phê uống. Đúng không? Em đâu biết, anh thế này, anh. Cái này nếu mà anh chọn á, thì thường cái tính anh là không bao giờ đánh vợ. Ok, rồi. Tại vì thường thường anh đã làm thơ là sợ vợ sống do lâu mà nể vợ bớt ưu sầu, để vợ trên đầu là trường sinh bất tử rồi. Cho nên thành thử không bao giờ có câu không này. Có đập, dạ. Không bao giờ có. Đập tivi, đập đá pha cà phê, không bao giờ cái tâm lý lúc đó là pha cà phê nổi hết á. Lúc đó đang bực bội, có thể là tính nếu mà tức quá thì cái đập tivi đã trả thù, hay là đi ra ngoài. Thường thường tính anh mà nóng hay là gì trong ba thôi chứ không có, đừng có option khác. Option hả? Chắc cái này là để ABC, con mua thứ bộ cho ABC mà đập vợ. B, C, yes. Không có giờ pha cà phê được, không có đánh vợ và sẽ đập tivi. À, câu trả lời cuối cùng mình là A. A. Nếu mà anh là A thì anh không có có được cộng mà anh cũng không có bị trừ. Tại đúng không Thông? Tại vì đập vợ thì coi như là bị trừ 20 điểm là cái chắc rồi đó. Còn nếu mà anh đập đá pha cà phê uống, coi như mình thay vì anh đi ra ngoài thì anh mình đập đá. Đập đá pha cà phê uống rồi có thể là nhẹ nhàng để mình relax đi, thì anh xứng đáng được cộng 20 điểm hơn. Nó cũng có thể đúng, nó có thể sai với anh nhưng mà đúng với tụi em. Và tụi em quyết định là nếu anh đập đá pha cà phê thì anh sẽ được cộng 20. Thì thường thì anh đi ra ngoài đường thì tốn hao tài sản quá, hiểu không? Mặc dù là mình cũng có thể có cơ hội mình mua lại. Nóng quá mất khôn. Nóng quá mất khôn anh, hiểu không? Thì dạ, nhưng mà thôi, tiền của mình mà, mình muốn làm sao mình làm. Okay. Cho nên nó muốn đập tivi thì thôi kệ anh đi. Nhưng mà nếu vậy thì trong cái chương trình trách nói thôi em, mà. Dạ. Nói anh, thôi mà. Dạ. Khi là đập mới hay. Đó. Thường thường trước khi đập anh suy nghĩ chết cha tiếc ngủ quá thôi. Hai câu hỏi rồi đó, anh vẫn ở mức độ là cộng 20. 20. Câu dạ. Số 3 nha, quay gì mà thấy đèn số 15. Bạn đi công tác xa một mình mà tình cờ gặp hai người yêu cũ. Gặp lại người yêu cũ ở phòng cạnh bên trong khách sạn thì bạn A. Gõ cửa phòng tâm sự mỏng. B. Gõ gì? Gõ mở tụng kinh. Tịnh. Trời ơi, đọc hết hàng đi em đọc chứ. Cái gì đọc mà thì quá. Bạn đi công tác xa mà ở một mình, gặp lại người yêu cũ ở phòng kế bên trong khách sạn thì tại mình sao? Làm gì? Ê, tại sao vậy, có này mà không chịu nói ta? Rồi, nãy giờ không muốn đeo. Quên, đeo không, không. Bây giờ đeo thấy tăng thêm 10 tuổi. Đâu có tóc rạc quá trang thì mình diễn nó hợp luôn nè, đó. Tóc rạc thì là quá trang trong phim thôi nha quý vị, chứ ở ngoài rồi. Vậy đâu. Bà đi công tác xa nhà một mình mà tình cờ gặp lại người yêu cũ ở phòng cạnh bên trong khách sạn thì bạn á, gõ cửa phòng tâm sự mỏng. B. Gõ mỏ tụng kinh tịnh tâm rời xa cám dỗ. C. Gõ tin nhắn cho vợ. Cái này
thì mình chọn A, bởi vì thường thường á, những cái cuộc tình khi mình đã với bạn Phụng thì những cái cuộc tình của mình xưa giờ mình đều kể cho bạn Phụng hết rồi. Mình ngửa bài mà, cho nên về riêng anh là anh đã ngửa bài hết rồi, cho nên không có cái chuyện mà gõ mỏ tụng kinh tịnh tâm rời xa cấm dỗ, gõ tin nhắn không có. Anh chọn A là gõ cửa, sẵn sàng gõ cửa phòng tắm giờ không, chứ kêu vợ tới nói chuyện. Và chúc anh... mừng anh. Hả? Chúc mừng anh. Trời ơi, với chọn lựa này của anh, gõ cửa phòng tâm sự mỏng, anh đã bị trừ 20 điểm. Dạ, thật sự ra những cái trường hợp đó nguy thì hiểm à, theo như tâm lý học thì à, tâm lý tình yêu giữa không, và em quyết định là mình nên kiểu như là thật sự là cái gì bây giờ gặp lại người yêu cũ là gặp lại thôi, mình cũng thì mình đâu là, có gì đâu. Dạ, nhưng mà không có nên gõ cửa phòng người ta đêm khuya hay là gõ cửa phòng để tâm sự ban ngày. Nếu gặp, cho dù gặp ban ngày cũng vậy, cho dù mình gặp với lớp mình ở hồi 2 rồi tâm sự thôi, chứ còn gửi cửa phòng người ta tâm còn sự anh, mỏng còn là anh nói có... thiệt ở đây nha, bạn gái cũ anh cũng dắt vợ tới nhà chơi bình thường, cái đó là khác. Cái bạn gái cũ rồi mình dắt vợ đến tâm sự lại, còn bây giờ mình đang ở thân một mình, biết người ta bên kia rồi còn phải đặt gõ cửa, gõ cửa tâm sự mỏng nữa. Đúng theo phép lịch sự đó, biết người ta ở bên kia, mình muốn là mình vẫn phải gặp ở dưới hotel lobby, không có được qua phòng người khác mà gõ cửa như vậy, có ý đồ nha. Mưu đồ bao nhiêu? Mưu đồ đó, đúng không? Đúng không? Nè, thôi từng nói gì nữa, chúc mừng anh đã coi như không có điểm nào. Anh có bây giờ em đâu, em nói không? Gì thì Phong nó cũng gật đầu hết. Không, cái này là đầu. Cái nào em với nó là ta bác sĩ tâm sinh lý đàng hoàng luôn á. Hai đứa tự quyết định ra, con em phải bên em đâu. Nó cũng quyết định như vậy đúng không? Một cái không điểm, cái có 20, cái anh nó về thôi, về chơi làm gì nữa? Rồi còn hai cái giờ anh có cộng nữa, anh cũng mới có 40. Đúng không? Không, không, nhưng mà vẫn phải, nhưng mà đủ 5 cái á. Đủ 5 cái. Bây giờ dạ đúng, đồng nó nói bây giờ để cô anh bác cỡ nào. Nếu đi ăn tối bạn sẽ chọn A, dắt đến chỗ má vợ thích. B, dắt đến chỗ mắc tiền mà vợ thích. C, dắt đến chỗ rẻ tiền mà bạn gái cũ thích. Không, dắt B, chọn B. Vấn đề là vợ chứ má vợ không quan trọng. Vợ, mình sống vì vợ chứ đâu phải sống vì má vợ. Hay anh ơi, chúc mừng anh. Không, trừ tiếp. Dạ không nè, được cộng 20 điểm. Vợ thích là được, anh đã nói rồi, giúp vợ gì trời, vợ thích là được. Cái này được cộng 20 thiệt nè. Chứ má vợ đâu ảnh hưởng đâu. Đúng rồi, không, đôi lúc mà cuộc sống má vợ nó cũng ảnh hưởng trong ít đời thôi. Sống của mình, nhưng mà ít thôi, đúng không? Vợ vẫn là quyết định hết tất cả, mặc dù em chưa có vợ. Nhưng mà mặc em dù nó mất tiền, đồ ăn ngon mất tiền. Dạ, dạ. Rồi đây. Thường thường đồ ăn ngon phải mất tiền là thôi. Bát mà chưa bát lắm, chúc mừng anh. Kệ, đáng kiếm 20 nữa, 40 là đủ rồi. Rồi. Câu nói khi say, A, chầu này ai trả? B, có đi tăng hay không? C, để anh lo hết. Này dễ thương nè. Câu này những, dạ câu này căng, những đó câu đang. Nói khi say, A, chầu này ai trả? B, có đi tăng hay không? C, để anh lo hết. anh thuộc loại tiếp nào? Anh câu này khó trả lời thiệt chứ. Không, đừng có nghĩ đến cái câu là có được cộng hay trừ, mà là cái đúng gì rồi. Nó fit cho mình. Nó đời, nó phải nó đời cho người mình chứ. Để khán giả biết con người mình là ai. Cái này khi say không bao giờ nói được cái này. Ủa vậy khi say không? Khi say là say quá cần câu luôn. Chưa đến nỗi say, anh chưa bao giờ mình say quá cần câu hết. Em cũng vậy. Hay luôn luôn có tỉnh táo. Luôn lý trí đàng hoàng, lý trí đàng hoàng. Thì trong lúc mình lý trí, thường thường á, trong cái cuộc nhậu anh, đối với anh á, anh cần niềm vui. Dạ. Chứ không phải cần bia rượu, dù cho nó ngon anh cũng quan tâm. Mà chân tâm là vô làm sao mà ngồi nhậu những tâm đầu ý hợp mình, nói chuyện, câu chuyện nó vui. Mà nếu đã vui rồi tăng 2, tăng 3, tăng 4 đều là vui. Đó, cho nên thường là nó có đi tăng 2 không tăng 3 thì nó là hợp lý nhất. Yeah. Còn cái chuyện tiền này ai trả thì trong cái luật chơi thì nay thằng này trả, ngày mai thằng kia trả, bố thằng trả kia, đó là chuyện bình thường. Vậy mình hỏi gì mà có bữa mình quên sao, mình nhiều khi mình quên sao, giống như là thằng Thông nó trả, cái lần sau cách đầu tháng sau mình mới đi nữa, em quên thằng Thông nó đã trả rồi, em sẽ kêu nó trả nữa anh chị. Ví dụ như tới người ta mời tới cái căn nhà nhậu là thường. Còn ví dụ như công ty một đứa 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu nhậu là thường. Cái chầu này ai trả nó bị khó bao giờ xảy ra.
Có chứ. Có không? Có. Có là nó bất ngờ đến mới có thôi. Dạ không, dạ thường thì nhiều khi đó là nhậu ở nhà thì lâu lâu mới nhậu chứ còn thật sự mình đi cũng đi tiệc, đi tùng ngoài. Ý em nói là chẳng giống như ví dụ như có những cái chuyện mà giờ anh mời hết tụi này nó rồi yên tâm thôi đi về đi anh lo hết. Tức là khi mình bảo mời tức là mình có phải nhiệm vụ phải lo. Nó còn phải phụ thuộc vào cái đó nữa. Yeah. Cho nên thường, nó khó trả lời. Yeah, thường mà em thấy mà giống như mà hay mà uống mà giống như anh ấy không có còn lý trí nữa hay hay làm anh hùng á. Rồi để lo hết, để lo hết. Cuối cùng là nhà nợ ha. Đó nhiều nhiều lắm nha. Cũng có nhiều người đó kiểu như là lúc là trong chỗ tiệc tùng đồ đông đúc đồ này nọ. Lấy le nhất là có chừng một hai em đẹp đẹp, đẹp, đẹp để ý gây sự chú ý để anh lo cho để mấy em lo, đó. Lo. Để anh lo, để anh Cường lo. Chỗ này ai lo? Ừ, để anh Cường lo. Ủa vậy chỗ này ai lo? Bây giờ ai lo anh trả lời đi ta còn. Trả lời đi đó. Bây giờ ai trả? Không, cái này là anh chấp nhận. Thường thường là anh không có trả lời câu A, C mà anh chọn câu B. Mặc dù trừ điểm cũng chọn, có đi tăng 2 tại vì anh là niềm vui. Nói nghe nè. Anh là luôn luôn là niềm vui. Không có ai mà tự động mà nói thôi anh chọn câu B. Mặc dù là bị trừ điểm anh cũng chọn. Tại vì anh là niềm vui mà, luôn luôn niềm vui là tức là tăng nhậu xong là tăng 2. Tức là đi đâu? Có thể là anh đi hát karaoke đó, hay là đi cái gọi là gì ba thì em đâu nói đó, gì đâu trừ vậy nên bây anh quyết định là chọn câu bi đúng không? Câu bi chúc mừng anh trừ 20 điểm. Anh đã bị trừ 20 điểm đó và anh đã dẫn về con số không không ra là quê không thật sự luôn. Anh là một người mà em thấy là rất là hay, cứ như là mình biết chọn rồi mình biết mình bị trừ mà mình mà vẫn chọn theo đúng tại theo đúng theo con cách người của mình là con người anh sống thật đúng không. Mình là good boy ở nhà với vợ với con, mình là good boy đúng không, ra khán giả mình là good boy, nhưng mà đến với chương bad trình boy. Chuyện đàn ông của Hoài Tâm ảnh là bad, bad boy. Boy còn quý vị nghĩ ảnh qua câu chuyện này quý vị nghĩ ảnh là good hay bad cứ comment phía dưới đi và dạ, chia sẻ rồi tâm sự rồi cho em biết, em phỏng vấn lần thứ hai nữa, em sẽ cho anh cơ hội một lần nữa để đến với chuyện đàn ông tập 2. 52 câu mà lá bài 52 lá đây 52 câu đúng. Mới có 4 câu à, 5 câu à. 5 câu à, còn nhiều lắm phải không? Ôi ôi, còn 4-7 câu. I am a bad boy với chương trình Chuyện Đàn Ông của Hoài Thâm. Ai anh? Dạ, cho trophy nha. Dạng chính con số 4 nha. I am a bad boy. Dạng chính con số 4 nha. I am a bad boy. Ủa, hết rồi em? 4 câu. Dạ đâu, 5 câu 5 rồi em. 5 câu rồi em, dạ. Chụp hình đi em, dạ đủ rồi em, dạ ảnh là bad boy rồi. Tôi chỉ cần xác nhận ảnh thôi, ảnh good boy ở đâu tôi không cần biết nha. Đến với chương trình Chuyện Đàn Ông, anh Nhật Cường chúc mừng anh đã được là I am a bad boy. Không nhưng mà anh yên tâm, mình như gái thì thuộc phải thích bad boy, không có thích good boy. Thiệt. Good thì nó bị giả phải không? Dạ, good thì nó không phải là nó giả mà good làm như good cái nó vàng, nó bị giả. Vàng 49 rồi. Cảm ơn anh Nhật Cường. Okay. Rất là nhiều. Thank you so much for everything. Để đáp ứng đúng nhu cầu CADU và tân trang nhà ở, nhà cho thuê, công ty 405 Cabinet Sandstone với thiết kế và sản xuất dòng tủ bếp và phòng tắm giá thật rẻ nhưng vẫn bảo đảm chất lượng và độ bền. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn và 200.000 square feet warehouse cùng đội ngũ chuyên viên đầy sáng tạo và tận tâm, quý vị sẽ được an lòng khi có chúng tôi đồng hành. Mời quý vị lên trang web 405cs.com để cảm nghiệm rất nhiều căn nhà thật, việc thật mà chúng tôi đã hoàn thành. Công ty đang có chương trình promotion giảm giá đặc biệt để cảm tạ sự tin tưởng và thương mến của quý vị trong suốt 20 năm qua. Mời quý vị đến 405 Showroom để thẩm định tận mắt và trải nghiệm sự khác biệt trong từng sản phẩm, chất lượng và cung cách phục vụ của chúng tôi. Quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội giảm giá không ngờ cho thương hiệu tủ bếp và mặt đá của thương hiệu 405 Cabinet Sandstone. Đến với 405 để có sự an tâm, uy tín và chuyên nghiệp. Đến với 405 để có quyết định đúng đắn nhất. Công ty 405 Cabinet Sandstone tọa lạc tại Fountain Valley, góc Euclid và Freeway 405. Điện thoại 714-500-3855, 714-500-3855. Yeah.